Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Ước này là ngon xuống nhất. Bảo đảm Linh Chi sẽ thích. Ủa anh Tài. Em qua ngủ ngon không? Dạ em ngủ ngon. Ăn sáng chưa? Em buổi sáng ít ăn sáng lắm. Ủa sao vậy? Em sợ mập. Trời ơi bậy. Cái đó là phản khoa học. Ừ em mà bỏ bữa ăn sáng nhiều quá là mai mốt em bị ung thư á. Trời ơi dơ vậy luôn hả anh Tài? Trời ơi. Nè. Ủa bánh ướt ngon lắm. Rồi anh đưa cho em rồi anh ăn cái gì? Anh ăn chỗ đó rồi. Yeah. Trời ơi, anh Tài chú đáo quá. Xuống đi. Ủa, chi vậy anh Tài? Xuống đi. Rồi. Đợi em xíu. Đây. Dạ. Ủa, anh làm gì vậy? Đạp. Ủa, xe em đợi được. Thôi, đời hoài nó hư máy, lâu lâu đạp cho nó khỏe máy em. Thôi, vậy cũng được luôn quá hả? Giờ em biết luôn á. Mà xe này chắc lâu quá em không đạp nên hơi khó đạp. Đúng rồi đó. Không mấy em lên đây em chở em đi làm. Thôi kỳ lắm, tới chỗ làm người ta nhìn tới gì luôn, kỳ lắm. Ôi, có sao đâu trời. Thôi em thấy kỳ thì trước giờ em đâu có quen ai đâu. Tự nhiên giờ dẫn anh đi vậy hả? Công ty người ta đồn tới đồn lui đó. Đồn vui chứ gì đâu. Đi lên. Thôi được rồi, thôi đi xuống đi để em đi làm. Dạ. Ừ. Cho anh hỏi chuyện nữa nha. Chuyện gì? Tối nay em rảnh không? Chuyện gì anh? Đi coi phim. Em bận rồi. Tối nay anh cũng bận, anh quên. Thì còn tối mai em rảnh. Tối mai hình như cũng bận luôn đó. Tối mai anh cũng bận mà sao anh? Hay à. Chừng nào tối nào mà em rảnh á, em phú một tiếng đi, anh với em đi coi phim. Trời ơi anh Tài rảnh thiệt luôn á. Anh rảnh ghê luôn á. Bấy rảnh đâu rảnh. Anh là trăm công ngàn việc á. Nhưng mà đi coi phim với em nó quan trọng ha. Ôi vậy hả? Trời ơi sao dễ sợ. Thiệt mà ha. Đi nha. Đi đâu? Đi nha. Coi phim á. Thôi. Anh đi hả? Thôi em bận rồi. Dạ hả? Thôi vậy anh đi nha. Đi về em bây giờ vui vẻ. Ủa em đi làm. Quên. Xe của em. Quên. Tưởng xe anh. Ôi dễ thương quá. Ừ thôi em đi làm nha. Ok em. Nói vô nè. Rồi đó đi. Gặp anh Tài em bị rối. Rồi em đi nha. Dạ em. Làm vui. Tao phải hết rồi nha. Mày á là mày chuẩn bị tham gia những cái hội mà hội sợ bạn gái đi. Xong cái nhảy thẳng hội tụi anh luôn. Hội sợ vợ là mày á. Sợ nào? Tao thấy hết trơn rồi mày đừng có cãi. Cái mặt của mày là cái mặt sợ vợ nè. Cái mặt mày nó lên tất cả rồi. Cái gì vậy? Anh Thuận, em nó là thiên tài nè. Nó làm sao? Nó đang cua Linh Chi. Mà nó sợ Linh Chi hơn gì nữa. Có em không sợ. Thiên tài. Đời hai anh mày đã mất giá rồi. Nhưng chú mày phải có giá. Anh làm gì vậy? Tao coi có Linh Chi ở nhà không? Trời ơi, Linh Chi đang ngoài bến xe chuẩn bị về quê rồi. Về quê hả? Về quê rồi. Quá tốt. Trời ơi, hai anh ơi, bây giờ hai anh phải giúp em tìm lại cái bản lĩnh đàn ông trong em đi. Chứ mỗi lần đứng dưới Linh Chi em run quá. Em muốn xỉu luôn anh. Có nghĩa là mày gặp Linh Chi cái mày nhát đó đúng không? Đúng rồi. Yên tâm đi, bữa nay mày gặp đúng thầy rồi. Gặp thầy Thường với thầy Hoàng sẽ thay đổi cuộc đời em. Bây giờ á, em muốn tránh vết xe đổ của tụi anh á, thì em phải đi cái đường khác. Là sao? Có nghĩa là cái đường này của anh đúng không? Đường này của anh là có vết xe đổ. Trong khi đó cái đường bên đây là không có vết xe đổ. Mà muốn cái đi đường không có vết xe đổ là phải đi đường này. Tại sao? Đường này nó có vết xe đổ. Đúng. Tao nói vậy mày hiểu không? Tao nói là gì nè.
tụi anh á mất khí chất của đàn ông. Bây giờ tụi anh á không muốn em như vậy. Có nghĩa là bây giờ á em á phải ở chiếu trên. Mà muốn được ở chiếu trên là em phải có giá. Đúng. Đừng để giống như tụi anh. Tụi anh là bị mất giá ngay từ lúc đầu. Mà mày muốn có giá thì mày phải tự làm. Chứ đâu khi em có giá cho mày hết. Đúng. Mà giá mày đâu có. Ra chợ mua đậu xanh về nhà trồng rồi có giá. Đúng không? Tào lao. Cái giá đây là giá trị của bản thân chứ không phải là giá đậu. Thì em đang nói vấn đề đó là giá trị con người, giá trị của bản thân, bản lĩnh đàn ông. Giá trị con người. Đúng. Nói chứ. Bản lĩnh đàn ông. Cái gì không nhớ cứ viết thẳng vô giấy. Yes. Mà anh ơi, con gái cần làm giá chứ con trai làm giá thấy kỳ kỳ sao? Suy nghĩ đó là sai lầm. Tụi anh hồi xưa cũng nghĩ vậy mới bị ở chiếu dưới á. Đúng. Đàn ông cũng phải có giá. Em hiểu rồi. Thời buổi bây giờ khác thời buổi xưa rồi. Hiểu không? Hiểu. Mình mới thể hiện mình lên. Linh Chi nhắn, Linh Chi nhắn. Mày làm gì? Mày làm gì vậy? Trả lời. Mày ngu mới dạy mày sao? Người ta nhắn cho mày là mày trả lời liền hay sao? Đúng rồi. Mày phải chờ, mày phải ngâm. Mày phải thể hiện bản lĩnh đàn ông. Phải thể hiện là mình có giá. Để im điện thoại xuống. Nửa tiếng sau hãy trả lời. Trời ơi, gì kỳ vậy? Để chứng tỏ là sao? Là mình không cần người ta, người ta phải cần mình. Thôi mất lịch sự lắm. Thà mất lịch sự còn hơn mất giá. Ghi vô. Thà mất lịch sự hơn mất giá. Cái đó chỉ là tin nhắn. Còn khi á nàng gọi tới á phải tới kìa. Ơ Linh Chi nhắn, Linh Chi gọi, Linh Chi gọi. Mày làm cái gì? Mày làm gì? Mày tính nghe hả? Chứ gì nữa? Không được nghe. Đúng. Phải để im ở đó. Phải để reng chuông 10 lần mới được nghe. Đúng. Rồi, 4 5 6. Rồi đó, ngưng luôn rồi kìa. Mới 6 lần nó tắt rồi. Chứng tỏ là sao? Nó đang thiền giá trị với mày. Thì mày phải thiền giá trị lại với nó. Không gọi lại luôn. Không gọi luôn hả? Không gọi. Đúng. Và khi nàng cứ gọi lại á phải thể hiện như thế này. Chuông reo 10 lần rồi đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nghe. Alo. Linh Chi hả? Ừ. Gọi anh có gì không? Đợi anh chút xíu. Mấy đứa khiến đóng nó lên cho anh nha. À khoan khoan khoan. À bỏ đóng nó xuống đi. Ồ, hợp đồng hả? Rồi, mai tôi ký nha. Lúc này tôi bận rộn lắm. Đó. Lúc nào phải tỏ ra cho nàng thấy mình lúc nào cũng nghiêm trọng, bận rộn, bí gì. Hiểu chưa? Mặc dù mình đang rảnh mà uống cà phê, không làm gì hết. Đúng. Như vậy mới có giá. Thôi chứ anh đang nói chuyện với ai vậy? Đâu nói ai đâu, anh bịa ra thôi. Ủa, gì vậy hả? Ừ. Thằng này nó tên thiên tài mà nó ngu quá ta. Người ta đang thể hiện cho mày thấy á. Hiểu, đang hiểu. Làm cho mày coi đi, mày hiểu không? Biết không? Hiểu ơi. Ghi vô liền. Lúc nào cũng tỏ ra bận rộn. Lúc nào cũng bận rộn. Bất cần nàng. Rồi. Nãy giờ em học lại được cái gì của thầy Thường và thầy Hoàng? Em lặp lại cho tụi anh nghe. Đúng. Đây, em sẽ lặp lại. Là đàn ông phải có giá. Đúng. Cái thứ hai, bất lịch sự còn hơn mất giá. Đúng luôn. Ừ. Cái thứ ba là lúc nào cũng tỏ ra bất cần nàng. Chính xác. Thông minh. Em thành người rồi. Nè. Thành người rồi đó. Có điện thoại tới, anh biểu diễn cho em coi nè. Alo. Tiến xá hả? Anh về liền. Ông này tiểu đâu có gì hay lắm. Ông này ông tào lao. Ê, ai gọi anh à? Nè, anh hiền sự bất cần nè. Không thèm nghe nè. Tướng đâu cái gì? Em tin anh. Nhưng mà Thuyền Linh gọi anh phải nghe nè. Alo. Có chuyện gì vậy? Sao? Em tính đi xe ôm về à? Đứng yên chỗ đó. Không được nhúng nhích. Để anh ra rước cho. Vậy nha. Trời ơi, nhờ hai ổng chỉ cho mình làm giá mà giờ hai ổng mất giá là sao trời? Biết giờ này Linh Chi lên đến đâu rồi ta? Cần gọi anh cá. Nào thôi mình đi. Giờ này mình là phải làm giá. Tính ra hai ông anh mình nói đúng. Mình phải tạo cái giá cho mình. Chứ bữa giờ mình làm mất giá quá. Không có kiếm được người yêu. Cái này là không gọi luôn man.
Linh Chi hỏi, Linh Chi hỏi. Không, không nghe. Đủ 10 tiếng mới nghe. 8 9 10 Alo. Alo. Anh Thiên Tài hả? Em Linh Chi nè. À Linh anh, Chi anh Tài hả? Ơi, ra giúp em với, em có chuyện rồi. À xin lỗi chờ anh tí. Anh... À, mấy đứa dọn giùm anh cái chỗ đó nha. Ừ, thân thoáng cái nè, bên kia nè, đặt giùm anh mấy cái ghế nha. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Anh Tài ơi, anh Tài, ừ, nhớ ra giúp em nha. À, em anh ơi, em có chuyện gấp lắm. Từ từ em à ha, mình không có gì gấp hết á. Ừ, anh Tài anh đang bận lắm, có gì gọi anh sau. Ờ, à, cảm ơn em. Anh làm giá như vậy. Gái nó mới khoái. Tạng hoạn lần này là dính lên ghê luôn chừng. Trời ơi, giờ Linh Chi chưa về, nó không biết có chuyện gì không ta. Hay gọi điện thoại. Không được, làm vậy mất giá mày không quánh chết. Thà mất giá còn đỡ hơn Linh Chi mất tích. Trời ơi, gọi không được luôn. Không biết có chuyện gì không nữa. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, sao giờ lại chưa về nữa. À, Linh Chi. Trời, em bị sao vậy? Em bị xe đụng hả? Trời, xong gọi cho anh ra bên xe anh đón cho. Gì đâu mà đi cả nhắc về vậy. Anh còn nói nữa hả? Sao? Cái lúc tôi bị tai nạn á, tôi gọi điện cho anh, anh kêu anh bận mà. Trời ơi, thật sự anh không có bận, em nghe anh giải thích nè. Thôi, anh đừng có giải thích gì hết á. Từ đây đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Anh làm như là anh có giá lắm gì đó. Em ơi, trời ơi, hai ông anh tôi ơi, hại tôi rồi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương vợ tôi nhớ. Sao?